Từ đêm ngày 28/7 năm 2020 thì bà Nguyễn Thị Hòa, nghệ danh là Hồ Nguyễn Di, đã có một thế để chia sẻ thông tin trường chứng để xây dựng và diễn giả của hộ của một lãnh đạo của chính phủ. Thì sau khi đăng tin, bà Hòa cũng phải có một cái chủ động để làm cái sở và làm đó những cái nổi để làm việc ta chia sẻ những cái chuyện chưa xảy ra trong ngày 29/7 năm 2020 là chúng ta sở đã có chuyến hàng chúng tôi liên lạc với một cái số 26 ngày 29/7 đến một vài giờ tới 12,000 đồng. Chiều ngày 29/7/2020, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng. Bà Nguyễn Thị Hòa, có nghệ danh là ca sĩ Hòa Minzy, đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng liên quan đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, tại thành phố Hồ Chí Minh còn có một số trường hợp người dùng mạng xã hội và cả cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc xác minh và mời lên làm việc. Cụ thể, vào 9 giờ sáng ngày 30/7/2020, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mời chủ tài khoản Thiên Lý ở phường Tân Hưng, quận 7 lên làm việc về thông tin ở Đà Nẵng đã có một ca chết rồi mọi người ơi, những hơn 100 ca rồi, thành phố Hồ Chí Minh như thế nào nhỉ, được đăng trên mạng xã hội. Sau đó vào 10 giờ 30 phút cùng ngày, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ làm việc với một số cơ quan báo chí liên quan đến thông tin sai sự thật về một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh luôn cảnh báo mọi lúc mọi nơi phải chuẩn bị phương án đối phó với tình hình mới. Trước khi Đà Nẵng bùng phát dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giám sát y tế, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về như công dân, diện ngoại giao và chuyên gia. Trong thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly, chưa có trường hợp nào dương tính. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi sự tự giác của người dân và cộng đồng trong việc khai báo y tế và phát hiện thông báo cho cơ quan chức năng. Điều này xuất phát từ việc không thể thống kê chính xác số người về từ Đà Nẵng. Ông Nguyễn Chí Dũng cũng cung cấp những thông tin liên quan đến trường hợp nào sẽ giãn cách xã hội để người dân yên tâm. Về vấn đề có tính đến giãn cách xã hội hay không, thì báo với các chị, giãn cách xã hội là một trong những giải pháp để chúng ta ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Việc thực hiện giải pháp này, biện pháp này nó phụ thuộc vào mức độ dịch bệnh đã có cộng đồng như thế nào, ở đâu, không gian, thời gian, thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định cụ thể. Chúng tôi không thể nói trước là khoảng bao nhiêu ca là cách ly. Ví dụ như nó mất 50 ca, nhưng 50 ca nằm gọn lẹ ở trong cái khu cách ly thì thôi. Chứ nó thí dụ như biện pháp đó thì sẽ thực hiện khi có đủ đầy đủ các yếu tố, và nó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác ngoài những yếu tố về y tế. Thì cũng xin trả lời nói chung như vậy để các chị thông tin để người dân hiểu như vậy, để chúng ta đừng bị ảnh hưởng đến giãn cách xã hội. Về hệ thống điều trị bệnh nhân COVID-19, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống điều trị luôn sẵn sàng ứng phó trước tình hình dịch bệnh. Từ đầu mùa dịch tới bây giờ thì toàn bộ hệ thống điều trị chúng tôi được giữ nguyên. Đặc biệt thành phố mình có hai cái bệnh viện mà thành lập để phục vụ công tác điều trị COVID, đó là bệnh viện Dã Chiến Củ Chi và đó là bệnh viện Đại học Y Dược và Phát Con. Từ đầu mùa tới bây giờ, bệnh viện thứ hai đó là bệnh viện điều trị COVID Cần Giờ, lâu nay là Dã Chiến đó. Thì sau thời gian số lượng bệnh giảm hẳn thì Sở Y tế chúng ta không có giải tán bệnh viện này, mà chúng tôi gọi là cho bệnh viện vào trạng thái ngủ. Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết thêm, đây là hai bệnh viện với quy mô 500 giường, khi cần sẽ được kích hoạt lại để phục vụ cho công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19. Bên cạnh đó, còn có hệ thống khu cách ly của tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác cách ly điều trị bệnh.